Chào mừng các con đến với kênh dạy học trực tuyến của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Cô tên Nguyễn Lê Ngọc, là giáo viên của trường tiểu học Vĩnh Đôn, thành phố Long Xuyên, An Giang. Cô rất vui vì được đồng hành cùng các con trong chương trình dạy học môn tiếng Việt lớp 1, bộ sách Chân trời sáng tạo. Để bắt đầu bài học, các con còn nhớ chúng ta cần chuẩn bị những gì không? Bảng con, phấn, lau bảng, sách tiếng Việt, vở tập viết, viết chì và gươm. Để nét viết của các con được đẹp, các con nhớ chú trọng viết chì cho cô nha. Các con đã sẵn sàng chưa? Cô có bài thơ. Qua bài thơ cô đọc, các con hãy tìm ra được vật mà cô muốn đố các con. Và vật đó có chứa vần ìa. Tôi thường làm bạn với em bé thôi. Khi ăn cầm tôi dễ hơn cầm đũa. Các con đã tìm ra chưa nào? À đúng rồi, đó chính là thìa. Chúng ta cùng tiếp nha. Thân tròn nhiều đốt, phất phơ lá dài, róc hết vỏ ngoài, bé ăn ngọt lắm. Các con đã tìm ra chưa nào? À đúng rồi, đó chính là mía. Các con rất giỏi, cô khen các con. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 56. Chúng ta đi vào hoạt động mở rộng. Các con quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì? À, tranh vẽ các bạn đang nấu ăn. Bạn mèo đang rửa tay. Cô có từ rửa tay. Bên bạn mèo có dừa, dưa, dứa, còn gọi là khóm nữa đó các con. Và đôi đũa. Tiếng đũa có vần ùa. Tiếng dưa, dứa, dừa, rửa đều có vần ưa. Vần ùa và vần ưa chính là tên của bài học ngày hôm nay của chúng ta. Ua, ưa, ua, ưa. Vần ua được tạo nên bởi hai âm. Âm u đứng trước, âm a đứng sau. Đánh vần u, a, ua. U, a, ua. Ua, ua, ua. Ua. Cô có vần ua, muốn có tiếng đũa, cô thêm âm đờ vào trước vần ua, dấu ngã đặt trên đầu âm u. Cô được tiếng đũa. Tiếng đũa, âm đờ đứng trước, vần ua đứng sau, dấu ngã đặt trên đầu âm u. Đờ, ua, đua, ngã, đũa. Đờ, ua, đua, ngã, đũa. Đờ, ua, đua, ngã, đũa. À, đây là đôi đũa dùng để gấp thức ăn. Và đũa thì thường có hai chiếc, được làm bằng tre hoặc nhựa. Vậy từ khóa thứ nhất của chúng ta đó là đũa, đũa, đũa. Các con cùng đọc lại theo cô. Ua, đờ, ua, đua, ngã, đũa, đũa. Ua, đờ, ua, đua, ngã, đũa, đũa. Vần ưa được tạo nên bởi hai âm. Âm ư đứng trước, âm a đứng sau. Đánh vần ư, a, ưa. Ư, a, ưa. Đọc trơn ưa, ưa,
Cô có vần ưa, muốn có tiếng dừa, cô thêm âm dờ vào trước vần ưa, dấu quyền đặt trên đầu âm ư. Phân tích tiếng dừa. Tiếng dừa, âm dờ đứng trước, vần ưa đứng sau, dấu quyền đặt trên đầu âm ư. Dờ ưa dưa quyền dừa. Dờ ưa dưa quyền dừa. Dờ ưa dưa quyền dừa. Tranh vẽ gì đây các con? À, đây là trái dừa. Dừa có thân tròn, vỏ ngoài màu xanh hoặc vàng. Bên trong chứa nhiều nước, uống rất mát và ngọt. Vậy từ khóa thứ hai của chúng ta đó là dừa. 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 Các con cùng đọc lại theo cô. Ưa. Giờ ưa dưa quyền dừa. Dừa. Ưa. Giờ ưa dưa quyền dừa. Dừa. Chúng ta cùng đọc lại cả hai vần. Ua. Đờ ua đua ngã đũa. Đũa. Ưa. Giờ ưa dưa quyền dừa. Dừa. Đọc lại một lần nữa nhé. Ua, đờ ua đua ngã đũa, đũa. Ưa, giờ ưa dưa quyền dừa, dừa. Ua, ưa sẽ viết như thế nào? Các con cùng quan sát. Cô sẽ hướng dẫn cho các con viết. Ua, đũa, ưa, dừa. Chữ ua gồm con chữ u nói lưng với con chữ a đều cao 2 ô ly. Chữ đũa, con chữ đờ cao 4 ô ly, nói liền nét với con chữ u cao 2 ô ly và nói lưng con chữ a cao 2 ô ly, dấu ngã đặt trên đầu con chữ u. Các con quan sát cô viết bảng. Chữ ưa, con chữ ư và con chữ a đều cao 2 ô ly. Con chữ ư nói lưng với con chữ a. Dừng bút ở đường kẻ hai. Chữ dừa, con chữ dờ cao 4 ô ly, nói liền nét với con chữ ư và nói lưng con chữ a đều cao 2 ô ly. Dừng bút ở đường kẻ hai. Dấu huyền đặt trên đầu con chữ ư. Các con quan sát cô viết bảng. Sau khi viết bản xong, cô mời các con lấy vở tập viết, mở ra trang 19. Khi viết tập viết, các con chú ý đến tư thế ngồi viết và cách cầm viết. Bài viết hôm nay của chúng ta tô và viết ua, đũa, ưa, dừa. Các con đã sẵn sàng chưa? Các con quan sát cô viết mẫu và viết theo cô. Cô tô chữ ua. Tương tự các con tô hết dòng.
Đặt bút vào dấu chấm đen có sẵn, cô viết chữ ua. Các con viết hết dòng. Sau khi viết bài xong, các con xem lại bài viết của mình. Đã viết đủ chữ chưa? Chữ viết có đúng độ cao, độ rộng? Bài viết có sạch, có đều nét và có đẹp hay không? Các con tự nhận xét và đánh giá bài viết của mình nhé. Chúng ta sang phần luyện đọc mở rộng. Các con quan sát tranh và cho cô biết các tranh vẽ gì đây? À, đây là rùa. Cô có tiếng rùa. Đây là cửa, cô có tiếng cửa. Đây là cua, cô có tiếng cua. Đây là lúa, cô có tiếng lúa. Lúa là một trong năm loại cây lương thực chính của chúng ta. Thân cao, lá mỏng. Khi lúa chín, ngã sang màu vàng. Cắt hoa nhỏ, màu trắng sữa. Tự thụ phấn, mọc thành các cụm hoa, phân nhánh, cong hay rũ xuống. Trong các tiếng, các con hãy tìm cho cô tiếng nào có vần ua. Tiếng rùa, cua và lúa có vần ua. Tiếng cửa có vần ưa. Phân tích cho cô tiếng rùa. Tiếng rùa. Âm R đứng trước, vần U đứng sau, dấu quyền đặt trên đầu âm U. R U rua quyền rùa. R U rua quyền rùa. 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 Tiếng cửa, âm C đứng trước, vần U đứng sau, dấu hỏi đặt trên đầu âm Ư. Cờ ưa cưa hỏi cửa. Cờ ưa cưa hỏi cửa. 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 Tiếng cua, âm cờ đứng trước, vần ua đứng sau. Cờ ua cua. Cờ ua cua. 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 Tiếng lúa, âm l đứng trước, vần ua đứng sau, dấu sắc đặt trên đầu âm u. L ua lua sắc lúa. L ua lua sắc lúa. 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 Rùa, cửa, cua, lúa. Các con đọc theo mũi tên cô chỉ nha. Rùa, lúa, cửa, cua, cua, rùa, lúa, cửa. Các con đọc rất giỏi. Bây giờ các con hãy nói câu với các tiếng con vừa học. Cua. Em thích ăn cua biển. Trong câu cô vừa nói có tiếng cua. Tương tự, các con có thể nói thêm nhiều câu nữa có các tiếng chúng ta vừa học. Ngoài ra, các con hãy tìm cho cô tiếng từ ngữ
có phần ua. Vua, mùa thu, lụa, chùa, thua, lá bùa, cà chua. Các tiếng vua, mùa, lụa, chùa, thua, bùa, chùa đều có vần ua. Tiếng có vần ưa: lừa, ngựa, tre nữa, tiếng nữa, xưa kia, tiếng xưa, vựa lúa, tiếng vựa, trưa, tiếng trưa, cưa, tiếng cưa. Các tiếng lừa, ngựa, nứa, xưa, vựa, trưa, cưa đều có vần ưa. Ngoài các tiếng cô vừa tìm cho các con có thể tìm thêm các tiếng và từ ngữ có vần ua và ưa nữa nha. Chúng ta sang bài đọc ứng dụng. Nghe gõ cửa, Lưu, Thỏ và Mi ngó ra. Ồ, thì ra là cụ rùa. Nghe gõ cửa, Lưu, Thỏ và Mi ngó ra. Ồ, thì ra là cụ rùa. Trong bài đọc, các con tìm cho cô các tiếng có vần ua và vần ưa. Tiếng rùa có vần ua. Tiếng rùa, âm r đứng trước, vần ua đứng sau, dấu huyền đặt trên đầu âm u. R ua rua quyền rùa. R ua rua quyền rùa. Tiếng cửa có vần ưa. Tiếng cửa, âm cờ đứng trước, vần ưa đứng sau, dấu hỏi đặt trên đầu âm ư. Cờ ưa cưa hỏi cửa. Cờ ưa cưa hỏi cửa. Trong bài đọc, các tiếng nghe, Lưu, Thỏ, Mi, Ồ, viết hoa. Tiếng Ồ, viết hoa vì đứng sau dấu chấm. Tiếng nghe, viết hoa vì đứng đầu câu. Tiếng Lưu, Thỏ, Mi, viết hoa vì là tên riêng. Bài đọc chúng ta có hai câu được ngăn cách với nhau bởi dấu chấm. Khi đọc tới dấu chấm, các con nghỉ hơi. Ngoài ra, trong câu còn có dấu phẩy. Khi đọc tới dấu phẩy, các con ngắt hơi. Các con cho cô biết tại sao Lưu, Thỏ và Mi ngó ra? À, bởi vì Lưu, Thỏ và Mi đã nghe được tiếng gõ, gõ cửa. Lưu, Thỏ và Mi đã thấy ai? Đúng rồi, Lưu, Thỏ và Mi đã thấy được cụ rùa. Bây giờ các con cùng đọc lại theo cô. Nghe gõ cửa, Lưu, Thỏ và Mi ngó ra. Ồ, thì ra là cụ rùa. Nghe gõ cửa, Lưu, Thỏ và Mi ngó ra. Ồ, thì ra là cụ rùa. Chúng ta sang hoạt động mở rộng. Các con quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì? Đây là chanh, đây là me và đây là khế. Khế là loại cây ăn trái cho bóng mát. Khi chúng ta cắt mặt ngang hình ngôi sao năm cánh, da mỏng, mịn, bóng. Khi còn non có màu xanh nhạt, khi già chuyển sang màu vàng, quả chứa nhiều hạt. Đây là me. Me là loại quả có vỏ màu nâu, bên trong có thịt và hạt có vỏ cứng, ăn vào thì có vị chua. Chanh, hình cầu, nhiều muối, nhiều hạt, mọng nước, vỏ mỏng, màu xanh. Khi chín thì có màu vàng, có vị chua nhưng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe con người. Cả ba loại quả này đều có vị gì? À,
Cả ba loại quả chanh, me và khế đều có vị chua. Tên của các quả có vị chua đã gợi cho các con nhớ đến bài hát nào mà các con đã nghe và đã học? Đúng rồi, đó chính là bài Quả gì. Bây giờ hát không? Bài hát rất vui phải không nào? Bài học hôm nay cô đã dạy cho các con vần ua, ưa. Chúng ta cùng đọc lại bài. Ua, ưa, ua, đờ ua đua ngã đũa, đũa. Ưa, giờ ưa dưa quyền dừa, dừa. Rùa, cửa, cua, lúa. Nghe gõ cửa, lu, thỏ và mi ngó ra. Ồ, thì ra là cụ rùa. Quả có vị chua. Tiếng nào có vần ua? Tiếng đũa có vần ua. Tiếng nào có vần ưa? Tiếng dừa có vần ưa. Sau bài học, các con hãy rèn viết thêm cho cô chữ ua, đũa, ưa, dừa. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô chúc các con luôn chăm ngoan, học giỏi. Chào tạm biệt các con.